we sail a little bit high. Em mãi ngàn đường, sao mỗi năm những kỷ niệm
Rồi con đọc giải con lên đây, lên đây với mẹ. Dạ thưa quý vị, và rồi đã có người đọc giải và chúng ta cũng đến với vòng loại tiếp theo. Vẫn là 10.000 đồng một lần này á. Rồi 31 chữ điểm kêu qua. 31 có 1. 43. 43 có 2. 54. 54 có 3. 18. 18 có 4. Rồi thưa quý vị, 31. 31 có 1. 43 có 2. 16 có 3. Số 8 có 4. Rồi chủ nhân tiếp theo, 51 có 1. 31 có 2. 23 có 3. 18 có 4. Vậy thưa quý vị, hợp lệ thưa quý vị nha. Rồi bây giờ em xin gửi tặng cho mọi người một con gấu. Và xin mời ba anh chị xin tiến lên lập cầu quay, bắt đầu quay số. Ai số lớn nhất mình bỏ gấu nhỏ là anh gấu lớn giùm em nha. Rồi xin mời chị bước sang đây. Giờ rồi với 10.000 đồng vé, cô chú chị mình sẽ cùng giao lưu và gặp gỡ trở lại người đẹp Cát Thi và một giọng ca rất là đặc biệt trong buổi tối hôm nay. Rồi 55, 37, 52. Dạ rồi em chia buồn cùng hai anh trai và chúc mừng chị lấy một gấu bự giùm em đó, chả nhỏ lại mẹ con được con gấu ấy kìa. Đủ nói kìa, trời cười á. Tụi mày giống cha mày kìa. Trời ơi, đẹp trai dữ vậy trời. Ba nó đâu ngoại? Ba nó nhà. Đưa số gọi gọi chúc mừng cho. Lấy giá số gọi ta nó mà coi. Lâu lâu chán qua nhà con chơi cũng được. Anh em mà tối tối rủ quất rồi đá banh cũng gì chơi á. Rồi, 10.000 đồng kia chụp lại tiếp theo. Còn ngay bây giờ như lúc nãy quý vị có nhìn thấy đó là một cô gái với một bộ áo dài rất là lồng lộn bước vào trong sân khấu chúng tôi. Và cô em này là cũng là chị em của tụi em. Và có nhà ý là lên trên sân khấu này để gửi tặng cho quý vị một vài nhạc phẩm mà bây giờ có lẽ làm. Xin phép mời chị Phụng. Vâng, em gái này đã nhắn tin cho Phụng và Su Su với rất là nhiều. Và muốn một lần thôi bước lên sân khấu của Nam hát để tặng cho tất cả mọi người. Và để cũng cho Su Su thấy được là nếu em hát được thì hãy nhận em vào trong Hương Nam. Và đây cũng là một trong những minh chứng mà chúng em cũng muốn nói cho tất cả các bạn mà đã nhắn tin và rất là đã năn nỉ Phụng và Su Su rất là nhiều. Cho nên là đứng trên sân khấu diễn như thế này thì quý khán giả thấy chúng em đùa giỡn như vậy chắc nghĩ rằng là đó là một cái rất là dễ dàng, nhưng không đâu. Dạ, đó đều có dạ sự cho phép và tập dượt, và chúng em đã có một chút gì đó gọi là cái kỹ năng rồi. Cho nên khi mà đứng trên sân khấu hát chắc chưa lô tô không phải là một chuyện dễ. Cho nên Phụng cũng mong rằng là tất cả các em hãy nhìn đây, nếu có sự cố gắng thì Hương Nam sẽ mở rộng vòng tay để đón tất cả mọi người nào và muốn lên sân khấu của Hương Nam ạ. How far can we get if we sail?